Nói chung là nó có nhiều loại khác nhau, nhưng cái loại kia thì có vẻ mình trông nó quen hơn rồi. Vâng. Nhưng mà cái loại này ấy, thì giới thiệu hộ mình sơ bộ ủng hộ một tí. Cái này là máy 40 này. Cái này 40. Vâng. XYZ và một chục nữa đúng không? Quay quanh chục X. Nên nó thêm vào tính nó 4 này luôn. Vâng. 45 là cái hai cái này nó như nhau. Đồng thời cho cái tính năng thứ tư đấy, đúng không? Cho cái trục 4 đấy. Rồi thế còn cái chế độ này. Chế độ nhanh với chậm. Cái này chậm, cái này chế độ. Cái này chắc là nhanh hơn. Nhanh. Cái này là chậm nhất này. À, chậm nhất. Nhanh này, cái này bình thường này. Nhanh chậm. À, cũng là điều chỉnh đáng giả sử như là nhân 10 nhân 100 thì tương đương với ba cái chế độ này, nhanh chậm và trung bình thôi đúng không? Thế còn cộng và trừ là gì? Cái này cộng và trừ này thì nó không ấy. Không gọi là không dùng đến. Không dùng đến, nó có đây. Thế ví dụ là Z cộng thì làm nào? Z cộng ấy thì là mình phải hiểu là gia tăng cái trục Z mình, lên. Nhìn không phải mình nhìn mình hiểu xác định là Z là cộng thì cái bàn máy của nó sẽ là đi xuống. Cái đầu này đầu đều đúng im à? Vâng, đúng im. Thế đi bàn máy đi xuống. Vâng. Z trừ bàn máy đi lên. Đúng rồi. Đây là được rồi. Nhưng mà không, thì điều chỉnh ở đây như nào? Ví dụ mình xuống. Điều chỉnh thì mình nhìn mình quay này. À, quay cái này. Ngược, mình quay chiều, quay ngược. À, thế coi như là cộng trừ là ở cái volume ở cái tay quay này. Quay ngược chiều. À. Ví dụ mình chọn Z chẳng hạn, thì bật đèn Z này nó sẽ sáng lên chắc thế, đúng không? Sau đó quay Z cộng hoặc Z trừ thì sẽ chỉnh như này. Vâng. Thế thì nó cũng tương đương nhau thôi. Để luôn đây được, không cần phải mà cầm ra đúng không? Cái nào cũng thế mà, cái này nó có thể đặt ở đâu tùy thích mà, cứ kim loại là đặt được thôi mà, kể cả đặt trên bàn máy cũng được mà. Đặt trên bàn máy mình chỉnh dùng một tay mình rút cái tờ giấy Q0 thoải mái mà. Rồi, rất là...